Chào cả nhà mình cả nhà ơi. Chào cả nhà. Sáng hai cha con đi câu cá cả nhà ơi. Hôm nay nước vô quá trời của người cả nhà. Nhà có nước quá trời. Hả? Nước vô gì mà trên ruộng chưa có cá lên cả nhà. Rồi đợi nước ở ngoài sông xả vô coi có cá vô mới có cá thôi chứ. Đây giờ ta bắt hết cá rồi cả nhà. Ngày mới vô chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà ơi. Dịch bệnh thì vẫn còn đó ta chưa có hết nè cả nhà. Nói chú ý sức khỏe, giữ gìn sức khỏe nha cả nhà mình. Cả nhà xem clip vui ủng hộ cho vui một like một đăng ký để kênh vui được phát triển nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm vì làm YouTube kiếm thêm thu nhập trong cuộc sống mà tại kênh chưa được phát triển cả nhà, cũng chưa có kiếm, chưa có tiền cả nhà. Rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà mình, mỗi ngày cả nhà dành thời gian một vài phút để xem cho vui cái video thì vui mừng lắm. Cảm ơn cả nhà dữ lắm. Giờ vui cũng tới chỗ câu rồi cả nhà, để vui xuống câu cái có cá rồi vui quay cho cả nhà mình xem nha. Chính cả nhà quá đã, quá đã cả nhà, quá đã bự bạch kỳ. Đầu tiên cả nhà ơi, bánh kỳ cả nhà ơi, đã quá cả nhà ơi. Chút nữa sức rồi. Cái chân đầu tiên mà biết lắm mà, cái này có mùi tép là ngon lạnh quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Nước hôm nay nhiều mà nước đẹp lắm cả nhà. Từ hôm nay nãy nó cũng lâu mà nó nhấp nhấp cái nó luôn cả nhà. Sáng ra đây là cái con đầu tiên bự à, mê đó, mê ấm bụng cả nhà. Hôm nay vô câu hoài nó không ăn. Mua 20.000 trăm gram tép gồng. Tao không biết đâu, trong cỏ không thấy rõ phao nữa, mà lì xuống không chắc trời. À, dính đó, hai lưỡi luôn. Quá trời cá cả nhà. Dính hai lưỡi. Hai lưỡi thì móc bụng luôn. Quá này được chưa? Không, từ sáng giờ dính được con bụng pin cá lóc rồi cả nhà. Ê, cần đã ăn kìa vô à. Con gì vậy? Trời ơi, mày dính nhí nữa. Thấy thèm không? Không, sáng giờ đựng con cua phi, con cua, con cá lóc, con mày dính này cả nhà. Lụm được hai con mun nữa. Con mun là chắc ăn đủ rồi cả nhà. Rồi câu từ sáng giờ câu từ sáng câu tới chiều. Thằng ơi có mưa nó chạy kìa vui rồi. Thằng cái nhà. Nó chạy ầm ầm ầm. Cua cắt 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 cái bắt nó chịu ra chấm. Tí đầu mè nó lôi nó chịu trọng lại. Mày cắn đứt lưỡi anh cần à. Cái gì vậy? Tỉnh thèn ơi. Con cua phi chậm đợi bắt mấy cua phi rồi sáng giờ dính toàn thiếu nhi còn non không có cua đồng chút ép. Con xèo. Sáng giờ câu được nhiêu nè cả nhà?
đó cả nhà. Ơi, thôi rồi cả nhà ơi. Giá được hai gói buông và đụng con gì bắt con đó luôn. Đổ chỗ quá. Đổ qua mừng cái gì. Cái cồn của trời quá đất, chạy vòng vòng câu nó cá. Cái nhà ơi, chạy con nào nó như vật con sấu vậy mà ăn. Tuyệt tình luôn, phải có cá không chứ. Cái nhà nó chạy kìa. Ông béo nó từ sáng tới giờ nó mà không có ăn. Quá trời luôn. Giờ cũng hết biết cách bắt mấy con cá rô phi này cả nhà. Quá trời cồn, bây giờ văng lưới nó không đập. Có người nào biết thuốc cầu cá rô phi thì chỉ cả nhà. Thôi up cam. Mỏi mệt quá cả nhà ơi. Từ sáng câu tới chiều. Cá này biết sao bắt được nó luôn. Chắc nước kìa chứ. Mấy con cá câu từ sáng giờ dưới có 4 con cá. Câu từ cá sống tới cá chết. Ủa thiệt rồi cả nhà ơi. Câu kiếm cá ăn qua nghề. Kiếm clip đăng cho cả nhà xem mà đi nguyên một nghề trời luôn rồi kiếm nguyên cá này. Thằng tép quá á. Thèm không cả nhà. Có khô ăn cũng được một bữa. Để kiếm đồ ăn khó thì cả nhà ơi. Cỡ màu vô đây để nó tối chuột cắn. Có một cách bắt nó là tát cờ bắt. Mấy anh xiệt còn thua nó đây mà đừng nói gì tới mình. Kết thúc clip về luôn cả nhà. Đi công hết nghề vậy. Cảm ơn xỉn luôn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của Vui nha cả nhà. Cả nhà cho Vui xin một like, một đăng ký để Vui có động lực làm những video mới nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo. Bye bye cả nhà. Thua rồi cả nhà ơi.